Bản tin sáng ngày 17 tháng 11. Một ngày mới bắt đầu, Nguyên Ngọc xin được kính chúc quý vị buổi sáng tràn đầy năng lượng và cùng theo dõi tin tức từ Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh để cập nhật tin tức mỗi ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin đáng chú ý, kính mời quý vị cùng theo dõi. Tại Hà Nội, thí điểm điều trị F0 ở cấp xã, ca mắc mới đã tiêm đủ 2 mũi tăng nhanh. Hỏa tốc yêu cầu người dân từ Sài Gòn và 3 tỉnh thành cách ly khi về tới Hà Nội. Sài Gòn cho phép quán karaoke, massage, xe ôm công nghệ hoạt động trở lại. Tại Thanh Hóa, phong tỏa thêm một bệnh viện vì xuất hiện F0, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Tại Lâm Đồng, ca nhiễm tăng vọt, thu hẹp chỉ còn một huyện vùng xanh. Nhiều tỉnh thành cho học sinh quay trở lại trường học. Và sau đây mời quý vị đến với thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tính từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11, Việt Nam đã ghi nhận thêm 9.650 ca nhiễm mới, trong đó có 9 ca nhập cảnh và 9.641 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.038 ca so với ngày trước đó tại 59 tỉnh, thành phố, trong đó có 4.369 ca trong cộng đồng. Nhiều nhất vẫn là các tỉnh thành miền Nam như là thành phố Hồ Chí Minh 1.183 ca, Tây Ninh 683 ca, Tiền Giang 671 ca, Đồng Nai 631 ca và Bình Dương 607 ca. Ngoài ra, vào ngày 16 tháng 11, CDC Bình Thuận cũng đăng ký bổ sung thông tin cho 609 ca nhiễm đã được lấy mẫu từ các ngày trước đó tại Bình Thuận. Kể từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam đã có 1.045.397 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cũng trong ngày qua, Bộ Y tế ghi nhận thêm 87 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Việt Nam lên 23.270 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. Trước tình trạng F0 tăng, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở lại các khu cách ly tập trung của quận huyện để giám sát, điều trị những ca nhiễm không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Tại Hà Nội, thí điểm điều trị F0 ở cấp xã, ca mắc mới dù đã tiêm đủ 2 mũi vẫn tăng nhanh. Và ngày hôm qua, ngày 16 tháng 11, thành phố Hà Nội ghi nhận 150 ca mắc mới, phân bổ tại 22 trên 30 quận huyện, trong đó có 28 ca trong cộng đồng, 111 ca tại khu cách ly và 11 ca tại khu phong tỏa. Cộng dồn số ca nhiễm tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 6.481 ca, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 2.346 ca, số ca đã được cách ly là 4.135 ca. Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội đang rất phức tạp, các ca mới tăng cao. Từ ngày 11 tháng 10 đến nay, trung bình mỗi ngày Hà Nội có hơn 60 ca F0, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Đặc biệt trong những ngày gần đây, số ca F0 đã tăng lên mức 3 con số. Đáng chú ý, tỷ lệ F1 chuyển thành F0 và tỷ lệ người đã tiêm 2 mũi vaccine vẫn bị nhiễm COVID-19 có xu hướng tăng nhanh. Ông Dũng cho biết, thành phố yêu cầu các địa phương thực hiện diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà, thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế xã, phường, thị trấn và sẽ sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế F1 tại nhà. Tiếp theo, hỏa tốc yêu cầu người dân từ Sài Gòn và 3 tỉnh thành cách ly khi về Hà Nội. Vào ngày 16 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành công điện hỏa tốc số 23 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn điều chỉnh thời gian thực hiện cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần F1 xuống còn 14 ngày, tiếp tục duy trì các khu cách ly tập trung F1 tại các quận, huyện, thị xã đã được thành lập hoặc là đã rà soát chưa kích hoạt. Ngoài ra, thành phố Hà Nội yêu cầu đối với người đã tiêm đủ liều vaccine đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, cấp độ 4 và cấp độ 3, tương ứng với màu đỏ và màu cam. Các tỉnh, thành phố có số ca mắc mới cao như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, có quyết định cách ly của địa phương trong vòng 7 ngày thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép quán karaoke, massage, xe ôm công nghệ hoạt động trở lại. Vào ngày 16 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Theo quy định mới, ở cấp độ phường, xã, thị trấn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như là massage, spa, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động ở vùng cấp độ dịch 1, 2 và 3 và không hoạt động ở cấp độ 4.
ở phạm vi toàn thành phố với loại hình vận chuyển hành khách bằng xe máy, loại dùng công nghệ có đăng ký thì được hoạt động ở cấp độ 1 và 2. Riêng khu vực cấp độ dịch 2 hoạt động không quá 50% số xe của từng đơn vị. Xe ôm truyền thống chỉ được hoạt động ở vùng cấp độ 1. Với hoạt động giáo dục và đào tạo trực tiếp, thành phố Hồ Chí Minh cho phép hoạt động ở cấp độ 1, 2 và 3 và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ 4. Riêng với vùng cấp độ 2 và 3, thời gian, số lượng học sinh và một số hoạt động phải ngừng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp dạy và học trực tuyến qua truyền hình. Tại Thanh Hóa, phong tỏa thêm một bệnh viện vì xuất hiện F0, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Cũng vào ngày 16 tháng 11, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 24 giờ qua, tỉnh đã ghi nhận 52 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, trong đó có 16 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh, 36 bệnh nhân trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly. Trong 16 ca trong cộng đồng, thì huyện Vĩnh Lộc ghi nhận 1 ca nhiễm sau khi xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Đây là ca bệnh phức tạp. Ban đầu thì bệnh nhân khai báo chưa trung thực và chưa đầy đủ, dẫn đến việc khoanh vùng, truy vết gặp khó khăn. Huyện Vĩnh Lộc đã quyết định phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc từ 6 giờ ngày 16 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Hiện tại, Thanh Hóa đã có 18 trên 27 huyện, thị xã, thành phố có ca mắc COVID-19. Tỉnh đang truy vết và mở rộng xét nghiệm tại các cụm dịch này nhằm phát hiện các trường hợp F0 để cách ly và điều trị. Tại Nghệ An, 36 trẻ mầm non thành F1 phải ở lại trường. Thưa quý vị, trong số 74 học sinh ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương thuộc diện F1, do F0 là bạn cùng lớp, có 36 trẻ 5 tuổi. Hiện các em khối mầm non thuộc lớp 5 tuổi ở bản Nhôn Mai được giữ lại điểm trường để thuận tiện cho việc theo dõi sức khỏe. Ngoài ra còn có một số phụ huynh tình nguyện tham gia. Hiện các em đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1. Ngoài số em thuộc diện F1 thì học sinh 3 cấp từ mầm non tới trung học cơ sở với hơn 900 em của xã này đều được nghỉ học trực tiếp để ứng phó với dịch bệnh. Trước đó, ngành y tế Tương Dương phát hiện 2 ca F0 trong cộng đồng là mẹ con trú tại bản Nhôn Mai, trong đó có người con là 12 tuổi, học lớp 7. Hai ngày sau, bé gái 5 tuổi là em ruột của nữ sinh lớp 7 này từ F1 chuyển thành F0. Cho tới nay, toàn bản Nhôn Mai đã có 7 F0. Tại Lâm Đồng, xác nhận số ca nhiễm tăng vọt, thu hẹp chỉ còn một huyện là vùng xanh. Vào ngày 16 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 11 sẽ thống nhất áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, đối tượng F1 đủ điều kiện theo hướng dẫn của Sở Y tế, kể cả các trường hợp F1 đang cách ly tập trung. Ngoài ra, Sở Y tế cũng đang nghiên cứu và xây dựng đề xuất phương án từng bước áp dụng điều trị F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà theo quy định. Cùng ngày, Sở Y tế ghi nhận có 149 ca dương tính mới, tăng 67 ca so với ngày hôm qua, thêm nhiều địa phương chuyển từ xanh sang vàng, cam và đỏ. Toàn tỉnh chỉ còn huyện Cát Tiên là vùng xanh. Theo thống kê của Sở Y tế Lâm Đồng, thì toàn tỉnh có gần 300 cụm dịch mới với hơn 4.000 F1 và trên 10.100 F2, nên nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng là rất cao. Chuyển qua tình hình tại Bà Rịa Vũng Tàu, tại đây đã cán mốc 300 ca trong ngày, nhiều cụm dịch tại khu công nghiệp. Theo ngành y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tính từ 18 giờ ngày 15 tháng 11 đến 18 giờ ngày 16 tháng 11, toàn tỉnh đã ghi nhận 300 ca mắc mới và đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Trong số này, có đến 206 ca ghi nhận trong cộng đồng. Đây là số ca ghi nhận cao nhất trong ngày của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên. Số ca mắc tại đây đã tiếp tục tăng cao trong khoảng 2 tuần trở lại đây, chủ yếu là các ca trong cộng đồng. Đáng chú ý, đã xuất hiện nhiều ổ dịch tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 20.000 người từ các tỉnh thành khác đến Bà Rịa Vũng Tàu làm việc, trong đó chủ yếu vào các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Tại Vĩnh Long, cách ly F1 tại nhà, người dân không ra đường sau 20 giờ. Vào chiều ngày hôm qua ngày 16 tháng 11, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu tập trung xét nghiệm trên diện rộng, có kế hoạch, đồng bộ giữa các huyện, thị xã, thành phố, tránh tình trạng xét nghiệm nhiều nhưng không hiệu quả, dẫn đến số ca nhiễm tiếp tục tăng cao. Bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 17 tháng 11, tỉnh Vĩnh Long thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân không ra đường trong khung thời gian từ 20 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các huyện, thị xã, thành phố ở cấp độ 3 chỉ được bán hàng mang về. Cơ sở kinh doanh ở cấp độ 2 thì khuyến khích hạn chế số lượng phục vụ không quá 50% công suất và đảm bảo giãn cách theo quy định.
Vào chiều ngày 16 tháng 11, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 71 ca F0, nâng tổng số ca ghi nhận trong 24 giờ qua là 291 ca. Trong đó, 104 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 23 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và 164 ca là F1 được cách ly tập trung. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt 4 đến ngày 16 tháng 11, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 4.983 ca F0, trong đó có 2.800 ca đã điều trị và khỏi bệnh. Nhiều tỉnh thành cho học sinh quay trở lại trường học. Kính thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại thì có nhiều tỉnh thành chỉ tổ chức dạy học trực tuyến qua truyền hình. Tuy nhiên, cũng có nhiều địa phương quyết định cho học sinh đi học trực tiếp ở trường từ ngày 15 tháng 11. Tại Bắc Giang, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên vừa quyết định cho phép các trường tiểu học, trung học cơ sở đón học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 15 tháng 11. Riêng học sinh các trường mầm non thì tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo mới. Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng cho học sinh học trở lại từ ngày 15 tháng 11, trong khi có một số trường ở Nghi Sơn thì vẫn tổ chức học trực tuyến. Cũng từ ngày này, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An quyết định chuyển từ hình thức dạy học trực tuyến sang hình thức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho tất cả học sinh lớp 12 trên địa bàn toàn thành phố Vinh. Còn tại Hà Tĩnh, học sinh ở thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà quay trở lại trường từ ngày 15 tháng 11. Thành phố Đà Nẵng cũng thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho khối lớp 12 từ ngày 22 tháng 11, khối lớp 10 và lớp 11 từ ngày 29 tháng 11. Tại Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cũng cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề trên địa bàn tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 15 tháng 11. Đồng Nai cũng có kế hoạch cho sinh viên và học sinh các cấp trở lại trường từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Mỗi huyện, thành phố sẽ chọn từ 1 đến 4 cơ sở giáo dục tổ chức thí điểm cho học sinh đi học trở lại. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng của Khỏe Tự nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin chiều này.